xót xa số phận cần cẩu bay khỏe nhất Việt Nam từng có trong quá khứ. Trong quá khứ, Việt Nam từng sở hữu loại trực thăng có sức nâng lớn bậc nhất thế giới, đó là trực thăng Mi-6. Nhưng không rõ chính xác loại trực thăng này được mệnh danh là cần cẩu bay đã về hưu từ khi nào. Chính thức phục vụ trong biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1959, Mi-6 cũng xuất hiện trong biên chế quân đội của nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam từ năm 1965. Tới nay, hầu hết những chiếc trực thăng Mi-6 trên thế giới đều đã ngừng hoạt động. Trong thời gian còn trong biên chế của Không quân Việt Nam, trực thăng Mi-6 được biên chế chủ yếu cho Trung đoàn Không quân Vận tải 919. Đúng như cái tên của trung đoàn này, nhiệm vụ chính của những chiếc Mi-6 khi này là làm ngựa thồ trên không. Tổng cộng, phía Liên Xô đã chuyển cho Việt Nam 10 chiếc trực thăng vận tải Mi-6T trong thời gian từ năm 1965 hoặc năm 1966 tới năm 1970. Không rõ những chiếc trực thăng vận tải Mi-6 của Việt Nam được cho là về hưu từ bao giờ. Tuy nhiên hiện nay, chắc chắn trong biên chế không quân ta, Mi-6 đã không còn hoạt động. Trên thế giới, trực thăng vận tải Mi-6 bắt đầu bị cho loại thải và về hưu liên tục kể từ thập niên 80. Tới những năm đầu thập niên 90, Mi-6 chính thức bị loại biên hoàn toàn trên toàn cầu. Mi-6 có phi hành đoàn 6 người, bao gồm phi công chính, phi công phụ, dẫn đường, kỹ sư bay, liên lạc và một kỹ thuật. Chiếc máy bay trực thăng này có khả năng chứa tới 90 hành khách hoặc 70 lính dù với đầy đủ trang bị vũ khí. Do là dòng trực thăng ra đời từ thập niên 50 của thế kỷ trước, nên Mi-6 có thiết kế khoang lái cực kỳ thô sơ, hoàn toàn không có bất cứ màn hình điện tử nào. Do bị nghỉ hưu quá sớm, chiếc máy bay này không nhận được bản nâng cấp đáng kể nào. Trong các nhiệm vụ vận tải, Mi-6 có khả năng chở theo tối đa 12 tấn hàng. Hai cánh rất rộng của chiếc trực thăng này được sử dụng để ổn định máy bay ở tốc độ chậm hoặc trong những pha đứng yên trên không để cẩu hàng. Đường kính cánh quạt của chiếc trực thăng này cũng cực kỳ khổng lồ, lên tới 35m. Trực thăng vận tải hàng nặng Mi-6 có tốc độ bay tối đa 300 km/h, tốc độ hành trình 250 km/h, tầm hoạt động 620 km và có trần bay tối đa 4.500m. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Mi-6 có thể được tìm thấy tại rất nhiều quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô trước đây. Tới nay ở Việt Nam, trực thăng Mi-6 đã trở thành hiện vật trong bảo tàng, được trưng bày rải rác tại một vài nơi trên toàn quốc. Sau khi Mi-6 được cho nghỉ hưu, quân đội Việt Nam không còn bất cứ loại trực thăng nào có khả năng cẩu được tìm cách phản lực như những gì chiếc Mi-6 đã làm được trong quá khứ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.